Alo, alo, dạ em xin mến chào quý vị khán giả nha. Chào mừng đại gia đình đã quay trở lại với kênh YouTube Kể Chuyện Ngọc Family Channel. Thì em mến chúc sức khỏe đến quý vị khán giả và chúc quý vị một ngày mới thật là nhiều niềm vui, lúc nào cũng yêu đời và lạc quan cho cuộc sống nha quý vị. Thì ngày hôm nay em có một cái mẩu chuyện khá là vui, nói về cái cảm giác trời ơi lấy chồng muộn á, tiếc đứt ruột quý vị ơi. Biết vậy lấy chồng sớm. Nó đã gì đâu á. Thì đây là một cái câu chuyện ngắn mà rất là hài hước. Em xin phép gửi đến quý vị nha quý vị. Thì câu chuyện như thế này. Có một cái cô gái này, cổ mới lớn. Thì cổ có người yêu, rồi cổ có chồng. Cổ có một cô em gái, mà cô em gái này cũng như là cô chị thì lớn hơn cô em 2 tuổi. Thì cô chị thì có người yêu, có chồng, nhưng cô em thì chưa. Thì cô chị cô lấy chồng rồi á, thì cổ đi hưởng từng trăng mật với ông chồng cũng cả từng hai tuần lễ rồi. Rồi làm dâu cũng cả tháng nay rồi. Thì cô chị mới về thăm ba má, rồi mới nói với nhỏ em, hai chị em mà tâm sự với nhau. Nhiều khi có chuyện gì thì nói chuyện đó. Thì hai chị em mới, con em nó mới hỏi chị lấy chồng rồi chị có hạnh phúc không? Cô em nó thương cô chị hỏi thăm chút đỉnh vậy đó. Cái cô chị mới nói trời ơi hạnh phúc gì mày ơi, cực muốn chết luôn vậy đó. Ta nói hả lấy chồng khổ lắm, biết vậy hả không có lấy chồng đâu. Chị biết vậy thiệt á, chị ở mình ên vậy á, hai chị em mình đi cứ đi tung tăng đi chợ nấu cơm ăn chứ không có lấy chồng. Cái nhỏ em nó mới thắc mắc, nó ủa em thấy chị lấy chồng rồi chồng chị cũng thương chị mà, sao chị không hạnh phúc hay sao mà chị nói chị lấy chồng khổ. Chị nói cho em nghe đi chị hai. Thì cái đứa em tò mò muốn hỏi thì cô chị cũng nói thiệt. Trời ơi em ơi, tao nói sáng ngủ dậy á, chị phải cho heo ăn nè, rồi phải quét nhà nè, rồi phải cho gà ăn nè, làm việc quần quật giặt đồ nấu cơm nấu nước cho bên chồng. Cực, cực quá trời cực luôn. Để vậy tối á, ông chồng vẫn còn khiều khiều quẹt quẹt nữa, rồi qua phục vụ cho ông chồng đấm bơ đấm bấm bóp massage này nọ kia, rồi ta nói cũng chiều rồi cho ông chồng ổng vui ổng hạnh phúc sung sướng đó. Thì bắt đầu cái cô này cũng có mệt quá, cô đuối quá, mà phải chi một ngày một bữa đâu, ngày nào cũng làm việc nhà rồi qua còn phải chiều chuộng ông chồng nữa. Cái cô chị này cô chán quá, cô muốn đi về luôn vậy đó, cô không muốn lấy chồng nữa. Cô mới nói với cô em. Thì cô em nghe vậy xong sợ, trời ơi con gái người ta mới lớn mà nghe nói lấy chồng cực khổ vậy ai dám lấy chồng nữa. Bắt đầu cái cô em nghĩ trong bụng là bây giờ mình ở vậy luôn, không có lấy chồng, lấy chồng cũng chị hai làm chi cho nó khổ, ở vậy hoài luôn đi cho nó đã đó, cho nó rảnh để mình muốn làm gì làm, muốn ăn gì ăn, khỏi phục vụ ai hết. Thế là bắt đầu là mấy năm liền ta nói hả con em không có lấy chồng. Ta nói bạn bè đồng trang lứa ai cũng lấy chồng hết trơn, mà mặt người ta tươi rói vui vẻ hạnh phúc lắm, mà sao chị mình nói là không lấy chồng, lấy chồng chi, lấy chồng khổ. Thôi bây giờ mà ai ba má có đòi gả mình cũng không chịu luôn, mà sao thấy người ta lấy chồng sao thấy vui á ta, mà sao chị mình lấy chồng sao thấy nó về than lum lá đó. Cái cô em cũng suy nghĩ đó, nhưng mà tới một cái độ tuổi ở vậy lâu quá đó quý vị, thì con gái mà trưởng thành mà đều như lớn chỗ mãn gái mà bây giờ cứ ở vậy hoài thì làm như cái chất cái chất muốn chồng ở trong người á nó nhiều quá đi, thì nó nhiều quá đi thì bắt đầu là cái cô này cổ đi muốn đi lấy chồng đó. Bây giờ cứ thôi bấm bụng nhắm mắt lấy cái chồng đại đi, chứ bây giờ ai cũng lấy chồng hết trơn, mình ở vậy hoài mà cái chất muốn chồng của bả thì nó càng ngày càng nhiều. Nó nhiều quá rồi cho nên là bả nhắm mắt nhắm mũi bà lấy chồng. Thì ở gần đó nó có cái anh kia, anh này cũng đẹp trai à nha, tướng tá ngon lành nha, để ý thấy con nhỏ này là coi như là không có quen ai, không có đàn ông á, rồi cứ ở nhà ru rú nấu cơm nấu nước vậy thôi. Thì cái cô này á cũng được cái anh này anh yêu luôn, hai người yêu nhau nè, rồi bắt đầu là hẹn ngày để làm đám cưới. Thì cái cô này cô cũng nhắm mắt nhắm mũi lấy đại đi, bây giờ sướng khổ gì thì kệ đi, bây giờ á ai thấy ai cũng lấy chồng hết rồi. Mà cái chất muốn chồng trong người bà này thì nó càng ngày càng dâng trào, thành thử ra là bà lấy chồng luôn. Thì bắt đầu là giọng thứ mà lấy chồng mà lấy trúng cái người đàn ông mà yêu mình á là nó sung sướng hạnh phúc lắm. Cho nên là cái cô này á, cổ lấy trúng cái anh này yêu cổ thật lòng luôn nha. Ở trong xóm, trong làng người ta biết nhau đó, thử ta yêu cô này thiệt luôn. Thì bắt đầu đám cưới xong á,
mới dắt cái cô vợ này nè là đi ra biển hưởng từng trăng mật một tuần lễ. Thì khi mà hưởng từng trăng mật một tuần lễ với cái người mình yêu, mà với cái người đàn ông mà yêu mình nữa, thì nó hạnh phúc biết mấy. Thành thử ra khi mà cái cô này ha, cổ đi với chồng xong cổ hưởng từng trăng mật xong, cổ về một cái ha, tao nói cổ đùng đùng cổ đi vô nhà mặt hầm hầm giống như là đang bực tức cái gì đó. Thì bắt đầu là đi song song thẳng vô nhà, cái gặp bà chị đang coi như là đang sau bếp với má đang nấu cơm á. Bắt đầu cái cô em dằn măng sóng chén, thấy không? Bởi vậy hả, chị với con người chị ích kỷ quá. Cái cô chị mới quay qua, ủa em đi lấy chồng về mà sao em thấy em không vui, mặt em buồn dữ vậy? Buồn gì? Em là em tức chị từ nãy giờ, nó thiệt em tức chị, em muốn gặp chị để em nói cho ra lẽ nè. Ôi em gái đi chơi với chồng về hưởng từng trăng mật có vui không, mà sao mà về hầm hầm dữ vậy em? Thì em muốn nói gì em nói đi. Chị nghe nè, em nói chị ích kỷ quá. Chị lấy chồng chị sung sướng, chị muốn chị hưởng mình chị không có muốn cái trai hưởng, làm mất mấy năm sung sướng của tôi. Trời đất ơi, phải chi tôi biết mà lấy chồng vậy hả? Tôi lấy chồng từ tôi lấy chồng từ mấy năm về trước rồi. Trời đất ơi, bà mà làm tôi mất mấy năm sung sướng hả? Coi cái bà chị bà nói bà về bà nói là lấy chồng bà khổ, bà nấu cám heo, nấu cho heo ăn, rồi chồng phải đấm lưng đấm bóp cho chồng. Trời ơi, bà muốn ích kỷ, bà muốn sung sướng mình bà không à, bà không nói cho người ta biết. Chứ mà nếu mà em mà biết được là em lấy chồng từ hồi nào rồi, chứ ở vậy cho phí tuổi đời của mình, làm mẹ bà đó nữa, làm mất mấy năm sung sướng của mình. Trời ơi trời, nói thiệt quý vị á, là cái đây là có câu chuyện mang tính chất kể chuyện tiếu lâm vui, nhưng mà nó cũng là cái nỗi khổ của rất là nhiều cô gái à, trong đó có em quý vị. Bởi vậy ta nói á, lấy chồng mà lấy trúng cái người đàn ông mình yêu á, thì rất là hạnh phúc vô cùng luôn. Em cũng ước mơ một ngày nào đó em cũng tìm được một người nào đó yêu mình thiệt, rồi thương mình thiệt, rồi á đến với nhau như vậy nó mới hạnh phúc. Thì đây cũng là cái câu chuyện vui. Cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã xem clip của em. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những clip tiếp theo nha. Xin chào.